Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 29 tháng 4 trên đài truyền tần số VTC. Thưa bà con, những cơn mưa dông sẽ lặp lại ở miền Bắc, tuy nhiên chỉ tập trung ở các tỉnh vùng núi. Còn tại các khu vực khác thì trời sẽ nhiều mây trong đêm nay và sáng sớm mai. Nguyên nhân là khối khí mát và vùng hội tụ gió đã suy yếu. Nhiệt độ lúc này sẽ ở mức từ 22 cho đến 25 độ. Đến trưa chiều mai trời có nắng và nhiệt độ tăng dần, phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Riêng một số tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và Việt Bắc thì nhiệt độ còn lên đến 34 độ, tạo cảm giác khá oi nóng. Thưa bà con, trong tiết trời này rất thuận lợi để bà con tiến hành diệt ốc bươu vàng đang phát sinh mạnh hại lúa. Ốc bươu vàng sản sinh mạnh trong điều kiện có mưa nắng đan xen và sẽ gây hại nếu không được phòng trừ kịp thời. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến bà con một số biện pháp phòng trị ốc bươu vàng như sau. Nếu bắt bằng tay thì bà con nên bắt ốc sớm và liên tục, nên làm lúc sáng sớm hay là vào chiều mát. Vét rãnh trên ruộng để khi tháo nước, ốc gom xuống rãnh, dễ thu gom. Cắm cọc rải rác trên ruộng để ốc lên đẻ, rồi thu gom trứng bằng tay. Không đưa nước vào ruộng sớm, chỉ giữ ruộng đủ ẩm để hạn chế ốc bươu vàng di chuyển và gây hại. Có thể dùng cây rừng rồng, cành lá đu đủ, lá thầu dầu, lá mướp, sơ mít, thân lá khoai mì chặt thả xuống nước, nhựa cây dẫn dụ làm ốc nổi lên, giúp thu nhặt ốc. Nếu sử dụng thuốc đặc trị thì bà con cần chú ý, chỉ cần phun một lần đúng theo hướng dẫn có thể diệt ốc cả vụ. Để đảm bảo hiệu quả trừ ốc cao, không phun khi ruộng không có bờ bao, sạ ngầm, mực nước trên ruộng quá sâu. Bà con nên phun thuốc vào lúc chiều mát hay là vào thời điểm sáng sớm. Tiếp tục những thông tin thời tiết, ở miền Trung mưa còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay và sáng mai. Các khu vực khác phổ biến tạnh giáo. Đến khoảng trưa chiều thì toàn khu vực có nắng và nhiệt độ lúc này sẽ tăng dần. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 30 cho đến 33 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì nhiệt độ ở mức 32 đến 35 độ. Ở phía Nam, những cơn mưa rào và dông vẫn còn tiếp tục diễn ra ở khu vực Tây Nguyên vào thời điểm chiều tối và đêm. Còn ở Nam Bộ thì khả năng xuất hiện mưa khá ít, trời khô ráo cả ngày. Tuy nhiên, những cơn mưa lúc này thường kèm theo những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh, vì vậy bà con cần hết sức đề phòng. Còn về nhiệt độ thì tiết trời oi nóng vẫn sẽ bao trùm lên toàn khu vực. Mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên vào ngày mai ở trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Còn ở Nam Bộ thì nhiệt độ còn lên đến mức 35 cho đến 37 độ. Và tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, cần cảnh giác với gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Bắc có nơi trên 33 độ, độ ẩm trung bình từ 82 cho đến 87%. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 cho đến 25 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 82 cho đến 87%. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh phía Bắc, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Còn tại phía Nam thì có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ và độ ẩm trung bình từ 80 cho đến 85%. Tại khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất tại đây biến đổi từ 21 cho đến 24 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ và độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.